Lan Hương xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục trên tin tức 24 giờ TV. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Kính thưa quý vị, trong bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức đáng chú ý sau. Quyền Linh tiết lộ lần gian lận khi làm MC, bất chấp cảnh báo của đạo diễn, lý do khiến cộng đồng mạng sử sờ. Công an Hà Nội xác minh vụ bạn gái cầu thủ Quang Hải bị dọa tạt axit phải cầu cứu khắp nơi. Khai trừ đảng bí thư Cô Tô Lê Hùng Sơn, quan hệ bất chính với cấp dưới. Tạm giam cựu nhân viên phòng tài nguyên chiếm đoạt 400 triệu đồng bảo kê xây dựng trái phép. Người đàn ông tự xưng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận 7 lãnh án 6 tháng tù. Người dân thành phố Hồ Chí Minh có thể lên Facebook tố giác tội phạm. Ngay sau đây mời quý vị các bạn cùng đến với phần nội dung chi tiết. Quyền Linh tiết lộ lần gian lận khi làm MC bất chấp cảnh báo của đạo diễn, lý do khiến cộng đồng mạng sững sờ. MC Quyền Linh được người hâm mộ ưu ái đặt cho biệt danh ông vua từ thiện và hầu như không có anti-fan. Hình ảnh của anh gắn liền với style giản dị, chất phác như một anh nông dân thực thụ. Năm 2005, anh chính thức trở thành người dẫn dắt chương trình Vượt lên chính mình, chạy dọc Bắc Nam để đem đến hy vọng cho những người sống cơ cực. Không như vậy, anh còn khiến khán giả không cầm được nước mắt với hành động gian lận của mình. Mới đây, một kênh TikTok đã đăng tải đoạn clip MC Quyền Linh chia sẻ đầy xúc động về việc gian lận thời gian ở chương trình Vượt Lên Chính Mình với dòng chú thích MC Gian Lận mà khán giả ủng hộ nhất. Theo đó, trong một chương trình, MC Quyền Linh đã bật mí về việc ông nặng nặng ăn gian khi bấm đồng hồ trong chương trình Vượt Lên Chính Mình để giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. MC Quyền Linh không khỏi xúc động khi nhắc lại. Một gia đình ở quận 1 ước chỉ có toilet thôi, bởi trong nhà họ nhỏ lắm, 6-7 con người nằm đó là đã hết rồi. Lúc đó tôi cảm nhận được rõ nhất ý nghĩa sâu sắc của chương trình và việc mà mình đang làm. Sau đó người chơi phải vượt qua thử thách trong khoảng thời gian nhất định để được xóa nợ 50%. Lo sợ người chơi không đủ thời gian, NMC đã chỉnh đồng hồ lại. Kể từ sau đó thì sau này, khi tham gia bất kỳ chương trình nào, anh thường bấm đồng hồ khác thời gian quy định Cũng có nhiều lần MC Quyền Linh bị cảnh báo Nhưng Linh cũng mặc kệ Có làm sao thì tự mình chịu hết Miễn sao đem lại được hạnh phúc cho người ta là được rồi Ngay sau đó đoạn clip trên đã nhận về hơn 200.000 lượt thích Và hàng loạt ngàn bình luận Thể hiện sự yêu quý và ngưỡng mộ MC Quyền Linh của cư dân mạng Nhà hảo tâm giấu tên Đây mới gọi là một nghệ sĩ Bác đạo diễn đừng đuổi chú Để chú làm những điều tốt đẹp Một người gian lận nhưng cái gian lận đấy lại mang đến hạnh phúc và niềm vui cho nhiều người. Công an Hà Nội xác minh vụ bạn gái cầu thủ Quang Hải bị dọa tạt axit phải cầu cứu khắp nơi. Ngày 16 tháng 12, thông tin với phóng viên, một cán bộ phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao PA05 Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã tiếp nhận được đơn trình báo và đang xác minh vụ việc chị Chu Thanh Huyền trú tại thành phố Hà Nội bị một số đối tượng nhắn tin gọi điện đe dọa qua tin nhắn điện thoại và mạng xã hội. Trước đó trên Facebook cá nhân có hơn 28.000 lượt theo dõi của Chu Thanh Huyền, được nhiều người cho rằng là bạn gái cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam Nguyễn Quang Hải đã đăng tải một bài viết kèm hình ảnh về việc bản thân và gia đình bị đe dọa hành hung, tạt axit. Thậm chí cô gái còn bị đe dọa làm lan truyền các hình ảnh nhạy cảm trên danh nghĩa của Huyền. Theo những clip hình ảnh chụp lại đoạn tin nhắn, có một người tự xưng là bên thứ ba được thuê để tấn công trang cá nhân và các tài khoản mạng xã hội của Huyền. Trước sự đe dọa của các đối tượng, bạn gái tin đồn của Quang Hải đã đến trụ sở phòng PA05 để trình báo nhờ sự can thiệp của cơ quan công an vào ngày 14 tháng 12. Ở phần bình luận cô gái cho biết, Huyền không hề quen biết những đối tượng này cũng không có thù hằn gì với ai. Nhưng những đối tượng này họ không có chút gì gọi là hạ nhiệt, việc tấn công tới gia đình cũng như công việc và danh dự của Huyền. Khai trừ đảng Bí Thư Cô Tô Lê Hùng Sơn, quan hệ bất chính với cấp dưới Ngày 15 tháng 12, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp ban Bí Thư để xem xét thi hành kỷ luật ông Lê Hùng Sơn, tỉnh ủy viên, Bí Thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ban Bí Thư nhận thấy Ông Lê Hùng Sơn với cương vị là tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, đồng chí chịu trách nhiệm người đứng đầu với những vi phạm của Ban thường vụ huyện ủy Cô Tô. Tuy nhiên, ông Sơn đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương, thiếu tu dưỡng rèn luyện, suy thoái phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, sống buông thả, quan hệ bất chính với nhân viên dưới quyền, vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và tiêu chuẩn cấp ủy viên những vi phạm của ông lê hùng sơn gây dư luận rất xấu bức xúc trong xã hội đảng viên và nhân dân làm mất uy tín của tổ chức đảng và cá nhân vi phạm này là rất nghiêm trọng làm tổn hại đến uy tín của tổ chức đảng chính quyền cơ quan đơn vị công tác và của cá nhân gây bức xúc trong cán bộ đảng viên và dư luận xã hội đến mức phải thi hành kỷ luật nghiêm theo quy định của đảng căn cứ vào nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm theo quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm Ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng thức khai trừ ra khỏi Đảng ông Lê Hùng Sơn. Giao các cơ quan chức năng tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo xử lý nghiêm minh kịp thời, đồng bộ đối với ông Sơn theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Trước đó vào ngày 12 tháng 11 sau khi nhận được đơn tố cáo của công dân đối với ông Lê Hùng Sơn, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, kiêm chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Coto về hành vi cưỡng hiếp, tỉnh Quảng Ninh đã họp và quyết định đình chỉ công tác đối với ông này. Đồng thời giao tổ chức đảng các cơ quan chức năng bảo vệ pháp luật chỉ đạo nghiên cứu nội dung đơn tố cáo của công dân về hành vi cưỡng hiếp của ông Lê Hùng Sơn, khẩn trương vào cuộc điều tra xem xét, sớm có kết luận cụ thể về vụ việc và xử lý nghiêm. Sau đó ngày 18 tháng 11, ban chấp hành đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã họp, thống nhất báo cáo đề nghị Ủy ban kiểm tra Trung ương xem xét đề nghị các có thẩm quyền thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định của Đảng ở mức cao nhất đối với ông Lê Hùng Sơn tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Cô Tô. Chuyển sang thông tin khác, tạm giam cựu nhân viên phòng tài nguyên chiếm đoạt 400 triệu đồng bảo kê xây dựng trái phép. Ngày 15 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với Lê Minh Quân, sinh năm 1983, điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lê Minh Quân từng là nhân viên của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Biên Hòa đã bị đơn vị này cho nghỉ việc từ tháng 6 năm 2019. Năm 2020, ông Hát sở hữu một lô đất thuộc diện quy hoạch đất trồng cây lâu năm ở phường Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa, nhưng ông Hát vẫn tiến hành xây dựng nhà ở trái phép nên bị cơ quan chức năng lập biên bản xử lý và đề nghị ngừng thi công, buộc tháo dỡ công trình. Thông qua mối quan hệ, ông Hát tìm Lê Minh Quân để nhờ giúp đỡ tìm cách giải quyết vụ việc. Quân yêu cầu ông này chuẩn bị tiền bảo kê nhằm bỏ qua không xử lý vụ việc. Đến ngày 6 tháng 7, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa ra quyết định cưỡng chế căn nhà xây dựng trái phép. Lúc này ông Hát tiếp tục liên hệ với Quân để nhờ can thiệp và được yêu cầu là đưa thêm 52 triệu đồng để gian xếp vụ việc. Đến tháng 12 này khi Quân nhận của ông Hát số tiền 52 triệu đồng thì bị công an thành phố Biên Hòa bắt quả tang. Người đàn ông tự xưng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận 7 lãnh án 6 tháng tù. Thưa quý vị, ngày 15 tháng 12, tòa nhân dân quận 7 thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Hồ Hữu Nhân, sinh năm 1980, ngụ tại phường Tân Phú quận 7, người tự xưng là ban chỉ đạo phòng chống dịch quận 7, to tiếng cãi vã với nhân viên một siêu thị trên địa bàn. Hồi cuối tháng 8 năm 2021, bị cáo Hồ Hữu Nhân bị truy tố tội chống người thi hành công vụ tại phiên tòa ông nhân thừa nhận hành vi cự cãi tại siêu thị là sai nhưng không thừa nhận hành vi chống người thiền công vụ mà viện kiểm sát truy tố luật sư bảo chữa cho bị cáo cho rằng những chứng cứ buộc tội ông nhân chống người thiền công vụ là không thuyết phục bởi theo luật sư thì ông dũng nhân viên bảo vệ siêu thị không phải là người đang thi hành công vụ tuy nhiên đại diện cơ quan công tố lại cho rằng ông dũng thực hiện các công văn chỉ đạo của nhà nước được nhà nước giao thực hiện nhiệm vụ chống dịch do đó ông Dũng được xem là người thi hành công vụ. Hội đồng xét xử đã bác bỏ quan điểm của Viện Kiểm sát khi đề nghị tuyên ông Hồ Hữu Nhân từ 9 đến 12 tháng cải tạo không giam giữ. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Nhân đã gây bất bình mạng xã hội, cần phải cách ly xã hội một thời gian và tuyên phạt người này 6 tháng tù tội chống người thi hành công vụ. Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày 29 tháng 8, ông Nhân lái xe ô tô chở vợ là bà B đến siêu thị Eon City Mart trên đường Tôn Giật Tiên, phường Tân Phong, quận 7 để mua sữa cho con. Khi đến nơi, ông Nhân đưa thẻ ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, quận 7 cho vợ và siêu thị rồi quay xe về. Tại đây, nhân viên siêu thị từ chối bán hàng trực tiếp cho bà Bùi vì lý do phòng chống dịch bệnh và hướng dẫn khách đặt hàng online. Tuy nhiên, bà B vẫn đòi mua hàng và xin gặp quản lý siêu thị. Không chấp nhận lời giải thích từ phía siêu quản lý, bà B đã gọi điện kêu ông Nhân đến siêu thị. Một lúc sau, ông Nhân xuất hiện yêu cầu nhân viên siêu thị bán hàng cho vợ mình nhưng không được chấp nhận. Lúc này ông Nhân dùng thẻ công vụ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid quận 7 để hù dọa nhân viên. Khi ông Ngô Văn Dũng, trưởng phòng kiểm soát nội bộ đến hỗ trợ, ông Nhân tiếp tục quát nạt, tự xưng tôi là Ban chỉ đạo quận 7. Người dân thành phố Hồ Chí Minh có thể lên Facebook tố giác tội phạm. Ngày 16 tháng 12, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao PA05, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã đơn vị đã thành lập và đi vào hoạt động các kênh mạng xã hội để tiếp nhận thông tin của người dân về tình hình an ninh trật tự, an ninh mạng trên địa bàn. Theo đó, người dân có thể truy cập vào trang mạng xã hội chính thức của phòng PA05 tại fanpage http 2 chéo facebook com các chéo anm .catphcm và YouTube. Các trang mạng xã hội nói trên do cán bộ của phòng PA05 quản lý đăng bài vận hành. Khi cần phản ánh thông tin liên quan tới vấn đề an ninh trật tự, an ninh mạng, người dân có thể gửi tới fanpage qua tính năng nhắn tin. Ngoài việc tiếp nhận thông tin, phản ánh và giải đáp thắc mắc của quân chúng nhân dân liên quan đến các vấn đề về an ninh mạng, phòng PA05 cũng sẽ thường xuyên thông tin về tình hình an ninh trật tự, các vụ việc vụ án mà lực lượng an ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao đã điều tra và khám phá. Fanpage cũng sẽ đăng tải các bài viết cảnh báo, hướng dẫn biện pháp phòng ngừa phương thức thủ đoạn hoạt động của các hệ loại tội phạm sử dụng công nghệ cao và hành vi lợi dụng không gian mạng để xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân tổ chức. Theo PA05 đây sẽ là kênh để phổ biến pháp luật, các quy định pháp luật Việt Nam về lĩnh vực an ninh mạng. Hướng dẫn chia sẻ kiến thức về an toàn, an ninh thông tin, bảo mật dữ liệu cá nhân, dữ liệu số trong quá trình sử dụng internet. Phòng PA05 kêu gọi người dân trong quá trình sử dụng mạng xã hội, người dân phát hiện các trang mạng xã hội có nội dung giả mạo trang mạng xã hội của cơ quan tổ chức Đảng nhà nước, lực lượng vũ trang hoặc phòng an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an thành phố Hồ Chí Minh hãy cung cấp thông tin đến fanpage của đơn vị để lực lượng chức năng tiến hành xác minh, điều tra và xử lý các đối tượng có hành vi giả mạo theo quy định của pháp luật. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi đến cuối bản tin ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin hữu ích, quý vị và các bạn đừng quên chia sẻ tới nhiều người cùng xem và nhớ đăng ký kênh để cùng đồng hành với tin tức 24 giờ TV. Lan Hương xin kính chúc quý vị và các bạn mạnh khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin tiếp theo.